tới sân banh rồi anh em ơi. Giày mới của anh Vinh đưa. Top đít. Ôi, ôi, ra lại. Tôi là Thi Freestyle. SEA Games đã qua một thời gian rồi, nhưng kỳ đại hội lần thứ 32 này đã để lại cho mình khá nhiều ấn tượng và kỷ niệm thú vị. Như có đăng trên Facebook, thì Thi cùng với một số bạn KOL khác đã có cơ hội tham gia chuyến xe năng lượng của Red Bull xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh, nơi tổ chức SEA Games 32 để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đây là chuyến đi gói gọn trong 4 ngày 3 đêm. Ngày đầu tiên, bọn mình đã tập trung tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, di chuyển từ Việt Nam sang Campuchia, đoạn đường dài 240 cây số, và đoàn mình đã đến khách sạn LCS Hotel Apartments lúc 22 giờ tối. Ngày thứ hai của chuyến đi, đoàn mình đã check-in tại sân vận động Mororop Techo và đạp xe đạp diễu hành vòng quanh sân vận động. Chiều ngày hôm ấy là trận chung kết bóng đá nữ nên cả đoàn mình đã đến sân vận động Olympic National từ rất sớm và cùng nhau dựng nên chiếc banner dài nhất SEA Games, cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành vàng. Không khí trong sân thật sự rất là náo nhiệt. Không chỉ là cổ động viên đến từ Việt Nam mà còn các cổ động viên là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia. Đối đầu với Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 để giành tấm huy chương vàng lần thứ tư liên tiếp tại SEA Games. Đến ngày thứ ba, bọn mình có dịp tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng của Phnom Penh, đó là Hoàng Cung, Quảng trường Độc Lập, chùa Onalom. Và buổi chiều, đoàn mình sẽ đi cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam. Do tính chất của trận đấu tranh ba tư và trời rất nắng nóng, nên khán giả đến sân không đông như trận chung kết đội tuyển nữ hôm trước. Ở trận này do là mình có thẻ báo chí nên được xuống dưới sân đứng gần khung thành để xem trận đấu. Nhìn từ dưới lên khán đài, thấy các cổ động viên của chuyến xe năng lượng Red Bull cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam rất là hăng hái và sôi động nè. Thế nên là hiệp 2, mình đã trở lại khán đài cùng với anh em tiếp lửa cho các em thi đấu thật hay. Chung cuộc, U22 Việt Nam có chiến thắng 3-1 và giành chiếc huy chương đồng. Rất tiếc là mình không thể ở lại để xem các em U22 nhận huy chương. Vì vào buổi tối đó, mình đã có một trận thi đấu phủi tại Campuchia. Trải nghiệm lần đầu tiên đá phủi tại Campuchia sẽ như thế nào? Mời anh em xem tiếp ngay sau đây nhé. The match, I'm on the tuk-tuk. I go to the hotel. Okay. Bữa giờ ở ngoài này toàn đi tuk-tuk không à anh Vinh nào? Đây là anh Vinh Lê, chủ shop giày đá banh Intersoccer VN. Anh em nào có nhu cầu mua giày thì có thể liên hệ anh Vinh Lê nhé. Đi tuk-tuk thì nói chung là nó cũng có cái vui. Cảm giác như người bé được kéo đi xe lam vậy đó. Thứ nhất là thật ra nó cũng thoải mái tháng, nhưng mà thật ra nó cũng hơi nguy hiểm. Nếu mà bạn cầm điện thoại không bấm bấm thì nó an toàn như xe hơi. Nhưng mà được cái cũng có trải nghiệm. Khói bụi như xe máy. Hồi nãy mình tới mình kêu nó đi đâu nó cũng không biết nữa. Giờ là đưa điện thoại cho nó để nó làm Google Maps luôn. Lúc tới thì do kẹt xe quá, bạn cứ kêu mày lên trước đi rồi đi đâu tính sao. Mình sợ bạn, mình sợ hai đứa mình bị sợ bị hốt. Thật ra thì hai đứa mình cứ phải trả giá từ 5-6 đô gì đó xuống còn 3 đô khả năng điều giá trả giá đi khoảng đường là khoảng 4 cây số. Mình biết là giá đó thì cũng bình thường thôi, kêu 5 đô giảm xuống còn 3 đô à. Thì mỗi cây số 1 đô đúng không? Đúng rồi, thông thường mà. Nhưng mà chắc không tới, tại mình coi bản đồ là bây giờ tới khách sạn mình ở khoảng 4 cây số. Yeah, và chào mừng em trở lại với kênh YouTube của Thi Tai Soccer. Và hôm nay là một video clip đi đá banh tại Campuchia. Yeah, Campuchia. Right here. Go, 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 go. Nhờ anh Vinh mai mối có một kèo đá banh bên đây. Mình vừa xem trận huy chương đồng của đội tuyển U22 Việt Nam xong. Ở trên sân Olympic là sẽ có trận chung kết giữa Thái Lan gì đâu. Còn ở đây sẽ có trận chung kết của Việt Nam và Campuchia. Ok. Và sau đây là giveaway của video clip này. Anh em hãy chia sẻ cảm nghĩ của bản thân về đội tuyển nữ và đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games lần thứ 32 này. Một chiếc áo và một chiếc ba lô Red Bull sẽ dành cho anh em nào có comment hay nhất. Sau khi về khách sạn lấy giày, mình cũng bỏ giày đâu rồi. Một đôi giày mới, lát nữa mình sẽ khai trương giày mới tại Campuchia. Bây giờ mình với anh Vinh sẽ ra sân. Let's go, let's go, let's go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sân bay rồi anh em ơi. Có khác gì ở Sài Gòn không ta? Có khác gì ở Việt Nam không chứ? Đây là bãi xe. Trong là sân bay. Mọi người chắc đang xem SEA Games ở đây. Ồ, cũng không khác gì ở Việt Nam. Ồ, nhưng mà lưới đẹp. Lưới đẹp. Lưới đẹp hơn nè. Yeah. Đây là anh Lim Sovit, bạn của anh Vinh Lê, người Campuchia, cũng là đối thủ của team mình ngày hôm nay. Yeah. Cũng được đấy. Hello. Ok. Đây là Tuấn Vĩa, siêu phủ miền Bắc. Anh em Hà Nội chắc không xa lạ về cầu thủ này đúng không nào? Tuấn Vĩa đúng không? Ok. Chân ổn chưa? Em đỡ rồi. Đỡ rồi hả? Anh mổ, lúc anh mổ là như em vậy á. À, chơi chưa? Một trận banh thú vị đây. Có gì nói chuyện nhiều hơn sao? Đi tham quan tí xíu. Ủa, nghe nói là đá 6x6 đúng không? Đúng rồi, 6x6 là 5 đá một chụp, nó dài hơn. À, giống sân thì nó sẽ không to hơn nhiều lắm đâu. Giống sân phổi kiểu giống như là FBL vậy đúng. Đúng không? Tàu, đúng rồi, đúng rồi, tàu. Đúng rồi. Vẫn nhỏ hơn. Đúng rồi. Nhỏ hơn mấy cái giải phổi ở Việt Nam. Mà lưới đẹp hết chứ. Ủa, thay đồ nữa hả? Thay dài mình đó. À, thay dài. Quên. Giày mới anh em ơi, giày mới của anh Vinh đưa. Giày mới. Giày mới của anh Vinh đưa. Đảo anh em. Đây là đôi Nizer Mercurio Fireball 15 Pro TF dành cho sân cỏ nhân tạo 5-7 người. Tương lai thì mình tính làm các video clip trải nghiệm các dòng giày bóng đá. Anh em nào ủng hộ thì thả cho mình comment nha. Phải có cái dụng cụ này để xỏ. Nhờ có dụng cụ này xỏ vô dễ. Cái cây màu đen đen là dụng cụ để xỏ giày. Mình mua riêng chứ không có chung với đôi giày đâu nha anh em. Hình như phải kẹp vô đây. Hơi lạ. Cột xéo qua nhỉ. Xong nhét lại. Ok. Nhờ có dụng cụ xỏ giày nên đỡ bị đau tay nè. Yeah. Sẵn đây anh em nào quan tâm mấy cái dụng cụ linh tinh này hay mua vớ giống mình thì link trong phần mô tả nha. Bên đây cũng có một đội đang đá. Người team đá với nhau. Nếu mà không có kèo đá banh với anh Lim Soviet ngày hôm nay thì chắc mình cũng ra đại một sân banh xin đá lan với đội này quá. Và trận hôm nay anh Lim Soviet gồm mấy anh em bạn bè của ảnh để đá với mình. Ảnh thì có một cái đội banh toàn là siêu phủi lẫn cầu chuyên nghiệp của Campuchia. Nhưng thôi, để dịp khác mình qua đá cùng chứ không đá đối. Trận ngày hôm nay anh em giao lưu nhẹ nhàng thôi. Bình thường em hay đá banh không? Em một tháng một lần gì đó. Ồ, một tháng một lần. Anh ngày nào cũng đá? Anh ngày nào cũng đá, nhưng mà anh hiểu không? Đá bóng nó là tố chất. À. Anh hiểu, có những con người mà sinh ra nó bẩm sinh không cần luyện tập luôn. Mà chỉ cần một tháng đi đá một lần nhưng mà đá hơn Messi. Gờ. Lát nữa ghi bàn như Messi nha. Tí nữa anh. Nhớ nha. Rồi, em... ghi bàn xong là phải. À không, em không ăn mừng kiểu Messi. Dạ. Em ăn mừng kiểu gì? Em lát nữa rồi biết. Ok. Em với anh này đá dưới này. À, tôi bị đá dưới rồi đúng không? Anh tránh đây rồi Duy bên đây. Cán giữa xong rồi vậy. Cán với Huy cùng. Ok ok. Thủ môn thì bên mình có Nick Quy Trần. Như vậy là dàn KOL của chiến xe năng lượng Red Bull sẽ đấu với Sony Vid FC tại Campuchia. Chà, Tuấn Vĩa qua người gọn gàng quá ta. Ôi, ném. Đây. Những cái sân nho nhỏ như vậy thường là ném bóng lên chứ không phát bóng dài bằng chân như sân lớn. Anh em có nghe thấy giọng ai chỉ đạo bên kia không? Vâng, đó là giọng của anh Vinh Lê đó. Anh Vinh qua gánh phụ đội của anh Liêm Xô Viết, bên kia đi cũng ít người. Wow.
luôn. Ôi là đại biện đang trống nè. Một pha ban bật khá hay, nhưng pha cuối thì lại hụt. Nhìn một phát là biết cầu này dân sân 11 về đây đá nè. Ôi là phạm lỗi, dàn xếp đá phạt được nè. Này, chân phải đúng không? Không. Em đá đây nè, anh chuyền nha. Giật gót. Giả bộ nhìn xem hàng rào có hở góc hay không. Một là nếu hở thì dứt điểm luôn. Không thì cũng là động tác giả để hậu vệ không dám tách rào. Sao nào? Sau một khoảng thời gian dài dựng clip theo kiểu post hình và phân tích tình huống, mình thấy anh em rất thích kiểu làm này của mình trên kênh. Nhưng mà để làm như thế này, mình phải mất rất nhiều thời gian. Và để mật độ clip dài trên kênh được ra liên tục trở lại trong thời gian tới, thì mình xin phép chỉ dành phần phân tích này qua các clip YouTube Short, Reel Facebook và TikTok. Anh em nào muốn trao dồi nhiều hơn về tư duy bóng đá thì có thể xem các clip ngắn trên các nền tảng mạng xã hội đó của mình nhé. Cảm ơn 410.000 anh em đã, đang và luôn ủng hộ kênh của Theta Soccer trong thời gian vừa qua. Hy vọng anh em sẽ luôn có những trải nghiệm thú vị sau khi xem những video clip của mình. Và sau đây cũng là giveaway thứ hai trong video clip này. Anh em hãy chia sẻ những điều mà anh em thấy bổ ích sau khi xem các video clip của Theta Soccer. Một thùng Red Bull sẽ dành cho anh em nào có câu trả lời hay nhất. Giờ thì trở lại với trận đấu thôi. Chà chà, quả đó anh Liêm Xô Viết qua người hay thế. Chắc lúc nãy Tấn Vĩ chủ quan, giờ đã đá kỹ lại rồi nè. Qua đâu? Qua đâu? Tốt lên. Nhập may thôi nha, chứ pha này rõ ràng là thua rồi. Cục 2 nè, cục 2 nè. Ây da, chậm mất rồi, đổi phương án khác thôi. Ây da, tính cứa quả lòng, xoáy qua cục 2 cho Huy Cung, nhưng banh cứng quá, đã bị tẹt luôn. Ủa, Phong Tấn à? Duyên ơi, đi không đi không biết. Đứng trước banh là anh Vinh Lê. Gần nha, thôi cũng được. Xuyên cái hang. Xuyên hang, xuyên cái khe chứ mày, xuyên cái hang. Hey. Từ từ vậy, từ vậy. Ok. Đường chuyền hơi sâu nên bị anh Vinh Lê cắt mất. Ok. Oh.
lên lên. Ok. Một đều. Yeah. Đó là bàn thắng của anh Lim Soviet, một cú dứt điểm quyết đoán vào góc. Tấn. Tính trả về tuyến 2 dứt điểm nhưng không có ai để đưa. Ok. Ăn thức. À. Hey. Được, anh được. Huy Cung mãi mê mé trọng tài nên không tập trung pha bóng này. Nếu không đeo camera là pha đó cắt ban đầu rồi. Ấy, ra lại. Khúc này mình nghe bảo là Nick bị đau hay gì đó nên phải nghỉ, không đá tiếp được. Mình cũng tranh thủ nạp ít nước để có năng lượng đá tiếp. Kèo này xác định là phải đá full 2 hiệp rồi nha. Đố anh em biết skill vừa rồi tên gì đấy. Góc. Look the ball, look the ball, look the limo. Stay run, one. Lâm. Chờ. Stronger. Hay quá anh Vinh ơi. Qua đâu em, qua đâu. Cú vô lê tốt, nhưng thiếu chính xác. Khúc này thả đáy biên từ sớm là mình có thể dứt điểm được. Tuấn Vĩ bắt bài chế banh, hay quá xá hay. Một pha qua người, La Coresta quá nhẹ nhàng của Tuấn Vĩ. Thank you.
cái giờ nè, giờ nè one hết hiệp 1. Kết thúc hiệp 1, các cầu thủ KL của chuyến xe năng lượng Red Bull đang bị dẫn trước với tỷ số 2-1. Thật là bất ngờ đúng không nào? Và tập 1 trong hành trình đá phổi của mình tại Campuchia đến đây là được rồi. Tập 2 sẽ có trong nay mai. Còn bây giờ thì trước khi tắt video clip, anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Rồi cùng chờ xem Hero Style và các đồng đội liệu có màn lội ngược dòng trong hiệp 2 hay không nhé. See ya!